Sáng ngày 3 tháng 8 năm 2022, tức ngày 6 tháng 7 năm nhâm dần, tại hạ trường Tổ đình Trung Hậu, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, đã trang nghiêm trọng thể diễn ra lễ tạ pháp phân lịch 2566 và công bố quyết định trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho Thượng tọa Thích Chiếu Tạng. Chứng minh tham dự buổi lễ là Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoàng Pháp Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hà Nội. Thượng tọa Thích Chiếu Tạng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Hoàng Pháp Trung ương, Nguyên Phó trưởng Ban Trị sự, kiêm trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Phật giáo thành phố Hà Nội. Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Trị sự, kiêm trưởng Ban Hoàng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Thượng tọa Thích Đạo Phong, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Tránh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Thượng tọa Thích Tâm Hoan, ủy viên Hội đồng Trị sự, trưởng ban kinh tế tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, cùng Chư Tôn Đức ban thường trực ban trị sự, Chư Tôn Đức hạ trưởng Mê Linh Đông Anh. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của đông đảo Phật tử địa phương đã về tham dự buổi lễ. Tại đây, đại chúng đã lắng nghe Thượng tọa Thích Thanh Hải, Phó duy na hạ trường báo cáo phần tu học trong 3 tháng an cư. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu thể hiện lòng từ bi của đạo Phật, đồng thời hướng lòng tri ân và báo ân tới những thế hệ cha ông đã ngã xuống bảo vệ nền hòa bình độc lập cho dân tộc. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, Chư Tôn Đức Hạ Trường đã trao tặng 20 phần quà động viên một bà mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh trên địa bàn xã Tiền Phong với tổng trị giá gần 30 triệu đồng. Tiếp theo, đại diện Tăng Ni Hạ Trường Mê Linh và Đông Anh đã ra tác bạch tạ Pháp và lễ tạ Hòa Thượng Đường Chủ cùng Chư Tôn Đức trong ban giảng sư. Trước khi khép lại buổi lễ tạ Pháp, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, ngôi đường chủ Hạ Trường, đã có lời đạo từ nói lên tầm quan trọng của việc an cư kết hạ. Người xuất gia không quan trọng tuổi đời mà lấy tuổi hạ làm quan trọng, nhưng tuổi hạ phải là tuổi hạ xứng đáng. Trong giới cấm an cư nội đa ngoại thiểu, tức là thời gian ở trong giới trường an cư nhiều hơn thời gian công việc Phật sự bên ngoài thứ hai chuyên tâm tu tập thứ ba chuyên tâm giảng dạy và học hỏi chính pháp là mọi công việc Phật sự bên cạnh đó tăng ni đoàn kết hòa hợp cùng các Phật tử từ chúng đồng tu Hòa thượng nhấn mạnh tới tổ đình Trung hậu xưa kia khi còn đang thủ tỉnh Vĩnh phúc cũng là trường hạ cho tăng ni trở về tu tập tới năm 2008 khi sát nhập vào Hà Nội tổ đình nơi đây cũng là nơi an cư của tăng ni huyện mê linh sóc sơn và đông anh sau này khi huyện sóc sơn đã có nơi an cư thì tổ đình trung hậu vẫn là trốn giả làm thích hợp cho việc an cư của chư tăng ni hai huyện mê linh và đông anh qua đó hòa thượng cũng tán thán chư vị trong ban giảng sư trong ba tháng an cư đã tận tâm nghiên cứu để giảng dạy phần nào toát lên những thâm ý ẩn sâu của chư phật đã dạy qua các lời dạy của chư tổ ngoài ra các vị tăng ni trong trường hạ cũng rất tinh tấn bên cạnh đó các phật tử cũng có nhiều vị đã sắp xếp công việc của bản thân để trở về giảng đường nghe pháp cuối cùng hòa thượng cũng tán thán công đức các ban chức sự của trường hạ đã vì chúng mà phục vụ trước sự nào cũng hoàn thành, từ giảng sư giảng dạy trọn vẹn bộ sách, ban duy na nghiêm chúng duyệt chúng, để tăng chúng an hòa và các ban đều đã trọn vẹn nhiệm vụ của mình. Hòa thượng gửi lời cầu chúc phúc tới đại chúng, xin đem công đức này hồi hướng cho tất cả quý tôn đức tăng ni và Phật tử thập phương đã về cúng dường tùy hỷ trong khóa hạ, nguyện cầu cho mọi người hiện tại được phúc tuệ tăng long và hồi hướng hương linh về tiên tổ kiều huyền quá vãng và pháp giới chúng sinh đồng sinh lạc quốc. Đúng 8 giờ 30 phút, ban nghi lễ cùng dứt Trư Tôn Đức quang lâm lễ đường để chính thức bước vào lễ công bố quyết định trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho thượng tọa Thích Chiếu Tạng. Tham dự buổi lễ này, về phía đại diện chính quyền có bà Nguyễn Thị Kim Dung, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, ông Lê Quang Đại, đại diện Ban dân vận thành ủy, bà Phạm Bảo Khánh, phó trưởng ban tôn giáo thành phố Hà Nội, ông Lê Thành Quảng, phó đội trưởng đội an ninh tôn giáo tín ngưỡng và dân tộc, phòng PA02 công an thành phố Hà Nội ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh, ông Hoàng Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mê Linh, ông Lê Sĩ Cường, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng ban dân vận huyện Mê Linh cùng quý vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan chức năng cũng về tham dự. Tại buổi lễ, ông Phùng Minh Chiến, huyện ủy viên, trưởng phòng nội vụ huyện Mê Linh đã tuyên đọc quyết định trao thưởng huân chương lao động hạng 3 cho Thượng tọa Thích chiếu Tạng. Căn cứ vào quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, của Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận những thành tích xuất sắc mà Phật giáo Thủ đô nói chung và cá nhân Thượng tọa Thích Chiếu Tạng nói riêng đã có những đóng góp trong công tác Phật sự nhằm góp phần vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước. Sau đó, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã thay mặt cho Ban trị sự Phật giáo Thủ đô trao bằng tuyên dương công đức cho Thượng tọa Thích Chiếu Tạng với những đóng góp lớn lao của Thượng tọa cho Phật giáo Hà Nội trong thời gian qua. Nhân dịp này, Thượng tọa Thích Chiếu Tạng đã đón nhận những lãng hoa chúc mừng của Ban trị sự thành phố và của đại diện chính quyền các cấp. Sau cùng, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm đã có lời chia sẻ, ổn lại những năm tháng Thượng tọa Thích Chiếu Tạng có duyên được hầu cận chư vị tổ sư tại chính nơi tổ đình trung hậu này, nên học hỏi và thấm nhuần được những điều các bậc tiền bối đi trước chỉ dạy, lấy đó làm tiền đề cho những đóng góp lớn lao vì Phật giáo với những công việc làm ích đạo lợi đời, làm dạng dỡ tông môn cuối lời hòa thượng thích bảo nghiêm đã thay mặt cho ban trị sự thành phố trân trọng gửi lời tri ân những công đức của thượng tọa đã đóng góp cho giáo hội phật giáo việt nam nói chung và phật giáo thủ đô nói riêng cầu mong thượng tọa nhiều sức khỏe để tiếp tục thực hiện các công tác phật sự hoàng dương chính pháp làm tròn trách nhiệm của đệ tử phật để phụng sự đạo pháp và phục vụ dân tộc